Hello, hello, anh nhớ Phương Mita. Xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp phần luyện nói của bài Seoul, bài số 2, tiếng Hàn cao cấp 1 anh chị các bạn. Thì bài học của cái khóa tiếng Hàn cao cấp thì chúng ta rất là dài, chúng ta học rất là dài cho nên tôi sẽ chia thành nhiều video để có thể chỉ được các anh chị các bạn hết luôn. Thì chúng ta sẽ vô phần 2 của bài phần luyện nói đây. Iyagi ha, bupsida. À đây chẳng số nên Seoul miền số mì ta miền số cái gì miền số mì ta yêu đâu bu này chú chân học cô ship bên chú có sinh cô đến hồ à đây và cách gì số kia he bu ship show chúng ta những địa điểm dưới đây là những điểm tham quan ở Seoul cái gì nè tham quan những điểm tham quan Seoul điểm tham quan nổi tiếng ha ở Seoul hãy chọn hai địa điểm chọn hai địa điểm bạn muốn giới thiệu và hãy giới thiệu chúng ha như bên dưới ha các bạn chọn hai địa điểm để giới thiệu và hãy giới thiệu như bên dưới ha Adewakashi soge boshipsyo ví dụ đây Boki chuchen changso là địa điểm đề xuất mà để cho mọi người có thể đi nha cho nên chân bốc cùng ơn chú chân hạ kích tôi là đề xuất là tôi đề xuất là tôi đề xuất tôi sẽ đề xuất cái cung điện kem bút cung cái gì các bạn kem bút cung su kia này giới thiệu ha kem bút cung ơn giờ nó là hoàng y sanh tên kem quân rô sơ còn quân cung quân rô sơ số nên quang quang hà nên xa làm ơn nụ cô na chả nên có xin mì kỳ ai ha đây là nơi giới thiệu gì giới thiệu về cung điện cân bố chung là cung điện nơi các vị vua sống ngày xưa nè cái vua sống ngày xưa nè ha đây là cung quân rô sở cung quân là cung điện ha cung điện cung quân là cung điện anh chị các bạn rô sở bất cứ ai đến Seoul đều đến nơi này để tham quan hay gì các bạn ha Seoul đến quan quan hay là Salamon ai mà bất kỳ ai mà đến tham quan Seoul ha đến Seoul để tham quan thì đều đi là nè điều gì cũng cũng đều đi đến cái nơi này ha dịch là gì cho dễ mình dịch ha bất cứ ai đến xong Seoul đều là một nơi nên đến thì mình nghĩ là vậy ha Nukuna cho nên có xin mì à Hàn Quốc y truyền thông kiến trúc quá giấc xa rình bây giờ chú nên mạng khơm à có chung người Pháp à chẳng mai cả bồn mạng hà mì ta đi có xin cả đồng nhân chi hà chân xăm hồ sơn gần bốc cung giấc kể xa hà cha hà xì miên tìm mì ta à đây là mới thực sự đáng để ghé thăm vì nó sao nè nên mình đi đây đây là một nơi thực sự đáng đi là nơi thực sự đáng đi ghé thăm các chị các bạn đây dịch đại bồi cho nên mạng khơm chân mạnh ca bôn mạng ham mì tả đây là một nơi thực sự đáng để ghé thăm vì nó thể hiện cấu trúc thể hiện gì đấy vì nó thể hiện là kiến trúc và lịch sử truyền thống của Hàn Quốc các anh chị các bạn này kiến trúc và lịch sử nè truyền thống của Hàn Quốc các anh chị các bạn ha dịch vậy ha để đến nơi thì sao y có xin cao đồ miên nếu có ý định để đến nơi đến đó mà để đến được nơi này hoặc làm dịch là nếu có ý định đi đến đó hoặc để đến nơi này thì chúng ta phải sao chúng ta phải hãy xuống ga Hachimian ở ga ở cái ga gì cung chân bút cung ha chân bút cung ha các anh chị đường tàu tiền đào điện ngầm số 3 anh chị đường tàu điện ngầm số 3 em dịch là Sam Ho Sơn là đường tàu điện ngầm số 3 anh chị bạn ha Mamuri chikum kaji che bam phiorin to the chu sơ sơ cầm sa mi ta tôi thực sự rất vui vì các bạn đã lắng nghe bài phát biểu của tôi ha, cho đến bây giờ anh chị các bạn Mamuri là mình cuối cùng mình nói cái đoạn mình giới thiệu ha giống như đây là một cái bản mình viết ra để mình làm hướng dẫn viên du lịch các anh chị các bạn mình nói một cái nơi nào đó cho người ta nghe ha thì ở đây là dựa vào ba cái từ vựng đây mình viết thành thành ý ở đây là các anh chị các bạn ha
Thì ví dụ như vậy thì chúng ta có thể đây cân bút cung nè, dịch nè đây, hoàng nghi sanh tên cung quân cung điện à, hăng cúc người cần chúc bá giấc sở đến bồi giờ chùm chi hạ chân xăm hồ sơn cân bút cung giấc. Thì ba điểm này được triển khai thành cái đoạn nói như thế này. À, vì ở đây Seoul các bạn nhìn thấy Seoul đây là cái bản đồ Seoul, chúng ta sẽ thấy ha Nobunku nè, Tobunku nè, Kangbukku nè, Sơnbukku nè, Eunpyeongku là những khu vực, Kaku là quận, các anh chị các bạn là quận ha. Ở đây chúng ta tiếp theo là hình thứ hai, hình đầu tiên của cái bài tập là Quang Hoa Môn Quảng Giang, quảng trường cổng Quang Hoa đó các anh chị các bạn ha, tên là gì ha? Tạo Đa Giang Han Môn Hoa Hen Sa Wa Chehom Hen Sa Ka Yen Lin Ninh Cốt Chia chân si quan này so chia chân si quan này so ha chi ha là hầm nè, dưới hầm ha chân si quan này so han kun chang che qua chân tổ bon su ít sầm các chị bạn ha chi ha chân ô hồ sơn quang hoa môn dật à, mình dịch là vậy ha. Thì đầu tiên là mình nói gì để quảng trường Quang Hoa Môn các anh chị, nơi tổ chức gì? Các sự kiện văn hóa và trải nghiệm khác nhau. Đây là nơi được mở ra để các sự kiện nè, trải nghiệm nè, và sự kiện về văn hóa đa dạng ha, đa dạng trải nghiệm khác nhau đa dạng ha. Bạn cũng có thể gì? Bạn cũng có thể xem được, bạn cũng có thể xem được quá trình tạo ra hành kinh, tạo ra chữ hành kinh trong phòng triển lãm với phòng đất các anh chị các bạn ha. Chang che là tạo ra, sáng tạo chữ hành kinh nè. Quá trình là quá trình, bạn cũng có thể xem cái quá trình mà sáng tạo chữ Hán, chữ Hàn ở dưới phòng triển lãm dưới lòng đất các anh chị bạn hà chị ha trên si qua này so ha. Rồi tiếp theo là gì, chúng ta đi là này thể hiện là cái nơi đó là cái ga ga Quang Hoa Môn trên tuyến tàu điện ngầm số 5, tàu điện ngầm số 5 các anh chị các bạn, hay là mình gọi là gì, tuyến tàu điện ngầm số 5, số 3 ha các anh chị các bạn, đường tàu điện ngầm và tuyến tàu điện ngầm số 3, số 5, mình nói gì nó hay hơn. Rồi thì chúng ta sẽ làm cái này như thế nào thành một cái đoạn đoạn cho các anh chị các bạn hả. Cho nên Quang Hoa Môn Quảng Trang Ưn Chủ Trân Hạ Kích Sư Mì Đà, bắt chước cái câu này anh chị các bạn ha. Quang Hoa Môn Quảng Trang Ưn em giải thích nè, su kia này thế nào không. Ta giang hành muôn hoa hiên xào á, bắt chước cái câu này hiên xào á chê hôm hiên xào cá dân li nên có sửa đồ sở á sâu ơn sửa đồ đến là sâu ưu đến là mình bắt chước cái đoạn này luôn sâu đến quang quang hà nên xào làm ơn nụ cù na chắc nên có sửa mì thà. Thì có nguyên cái đoạn này mình hay gấp vô nè nên đưa nó vô đây anh chị các bạn tiếp theo chị hàn chị trần si quan này so này mình nè hàn kinh trang chế qua trường đô bọn chú ý nên mạng khâm chẳng mà cả bọn mạng hàm mì đà đó mình nói mình cái đoạn này mình nè mà mạng khâm ha đó chưa ý có xin ca đồ miền. À, để đến đó ha chi ha chân ô hô sơn sao nữa mà quang hoa môn dứt cái sơ ha cha ha xì miên tìm ni đà ha chế bàn phiếu đến chỉ cần cái gì là chế bàn phiếu đến từ đó chú sơ sơ cảm xa hàm mì đà là bạn nói chuyện của hướng dẫn viên du lịch nói về một cái điểm du lịch mà chuẩn bị đến đó các bạn. Thì ở giờ đó chúng ta có thể làm những cái bài khác ha. Thì trong bài này tôi sẽ giới thiệu bên cạnh đó chúng ta có thể đến về đây đó là TH Grow nè đọc là TH Grow luôn ha, dịch cho các bạn TH Grow là cái nơi đó gì đây chào mừng qua chào vui muốn hoa dễ xuân cùng con ha không gian ha không gian văn hóa nghệ thuật của tuổi trẻ và tự do các bạn ha dân cứ tấn tại dàn hành chắc phun cầm sang chiêm ngưỡng ha
chiêm ngưỡng các tác phẩm đa dạng về khác nhau như về kịch thấy không, kịch truyện các bạn, Chi Hà Trân, Sa Hồ Sơn, Hề Hoa Giật, Hề Hoa Giật à, mình đi từ tiếng điện tàu điện ngầm số 4 ga Hề Hoa à, các anh chị các bạn thì có thông tin hết mình có thể đi được các anh chị các bạn ha. Bên cạnh nó có số 3, số 4 các anh chị các bạn, những điểm tham quan ở Seoul các anh chị các bạn có thể đi tham quan. Thì phần trên là cái biển đồ là cái phần quận của Seoul, phần dưới là cũng mình cũng thấy tiếp à, Chungrang Gu nè, Seonbuk Gu, Seotaemun Gu, Gangseo Gu. Nếu có dịp các chị các bạn đi hết những khu này thì mình sẽ thấy được cái nhiều loại nè, mà Puku thì nó là có cái này à, Chongro Gu thì có cái này anh chị các bạn, số 4 thì nằm ở gì, Yongsan Gu, Yongsan Gu thì có Itaewon nè, thì các chị các bạn có thể đi tham quan anh chị các bạn ha. Rồi phần nói của bài số 2 Seoul tiếng Hàn câu cấp 1 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các chị các bạn đã lắng nghe ạ.